Thưa anh chị em, hàng năm thì lễ lá và chiều thứ sáu tuần thánh là bài tin mừng dài nhất trong tất cả mọi nghi lễ của Công giáo chúng ta. Nó là trọn cả bài thương khó. Và Hội Thánh chia ra năm A ngày lễ lá thì đọc bài tin mừng của Thánh Matthew và năm B của Thánh Marco, năm C của Thánh Luca. Riêng bài tin mừng của Thánh Gioan, bài thương khó của Thánh Gioan thì luôn luôn được cử hành trong chiều thứ sáu tuần thánh. Và mỗi bài thương khó đều Hội Thánh nhấn mạnh đến việc tưởng niệm Chúa Kitô đã chết. Cho nên mỗi một lần khi chúng ta đọc bài thương khó và đến đoạn các thánh sử diễn tả Đức Giêsu kêu lớn tiếng và trút hơi thở thì tất cả chúng ta đều quỳ. Vậy hành vi quỳ của người tín hữu khi chúng ta nhắc đến cái chết của Chúa Kitô có nghĩa gì? Anh chị em thử xem, mấy chục năm mình làm người Kitô hữu rồi, mình đoán thử xem tại sao khi chúng ta công bố mầu nhiệm sự chết của Chúa chúng ta lại quỳ? Nói được không? Tôi nghĩ rằng có lẽ anh chị em cũng hiểu đó, nhưng mà nói theo kiểu lý luận thì chắc chúng ta chưa nói được, thì tôi giải thích cho anh chị em. Thứ nhất, chúng ta tôn thờ mầu nhiệm khổ nạn, sự chết và thánh giá của Chúa Kitô. Cây thánh giá là phương tiện mà chính quyền Roma dùng để hành hình những người tử tội, những ai bị lên án tử hình thì họ dùng cây thập giá để họ giết chết tử tội. Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta bị các thượng tế xúi dục dân chúng để làm áp lực quan Phi-la-tô dùng hình ảnh của người Roma để giết chết Chúa. Bởi người Do Thái không có việc xử tử ai bằng đóng đinh thập giá cả, mà người Do Thái có thói quen xử tử người tử nạn, người bị lên án tử bằng hình thức ném đá. Cho nên đây là họ mượn tay của đế quốc La Mã để giết chết Chúa Giêsu bằng hình ảnh hết sức gian trá và là hình ảnh hết sức đau khổ. Chúng ta thờ kính thánh giá Chúa bởi vì đó là phương tiện độc ác mà con người dành cho nhau và con người dành cho Thiên Chúa lại trở thành phương tiện cứu độ chúng ta. Chúa Kitô đã dùng sự độc ác nhất, sỉ nhục nhất mà người ta dành cho nhau để quay lại cứu độ và tha thứ chính những kẻ xúc phạm đến Ngài. Thứ hai, chúng ta quỳ là để mặc niệm sự chết của Chúa. Chúa đã bước lên thánh giá, Chúa đã trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã chết như chúng ta đã, như chúng ta sẽ chết và như biết bao nhiêu con người trong cõi đời này đã chết. Chúng ta mặc niệm sự đau khổ, sự chết của Chúa Kitô. Ở đó chúng ta cũng thấy chính vì tội lỗi của mình, chính vì sự xúc phạm của trần gian, của từng con người mà Chúa phải chết đớn đau, sỉ nhục và cay đắng, cô đơn hết sức trên thánh giá. Điều thứ ba, mỗi lần nhìn lên thánh giá Chúa Kitô, không chỉ là hôm nay trong bài thương khó chúng ta quỳ khi nhắc tới sự chết của Chúa, mà mỗi một lần nhìn lên thánh giá Chúa, chúng ta phải biết rằng chúng ta phải hết sức tôn kính mầu nhiệm thánh giá, phải hết sức tôn thờ Chúa Giêsu trên thánh giá, vì nơi đó Thiên Chúa đã trao ban chính Chúa Giêsu, không phải là trao ban một con người toàn vẹn cho chúng ta rồi hết, mà trao ban một con người toàn vẹn đi tới cùng của kiếp người, đó là cái chết nhục nhằn trên thánh giá để trao cho chúng ta. Và thứ tư, ý nghĩa thứ tư của việc quỳ khi chúng ta nhắc đến mầu nhiệm sự chết của Chúa, đó là từng người hãy khiêm tốn quỳ xuống trước mầu nhiệm đau khổ của Chúa vì chúng ta tội lỗi. Hãy khiêm tốn quỳ xuống để thấy rằng mình
phải quất đầu trước thánh giá Chúa mà ăn năn tội lỗi, mà thống hối một cách thống thiết hết sức để nhận lãnh ơn Chúa, để thấy mình có tội và để nhận ra tội lỗi của mình nơi chính linh hồn mình. Hành động quỳ của chúng ta phải là hành động thật sự khiêm nhường, thật sự là những con người biết nhận ra chính mình, biết nhìn vào tận cõi tâm, tận linh hồn của mình. Với bốn ý nghĩa mà trong hành vi quỳ xuống trước mầu nhiệm sự chết của Chúa, tôi muốn mời gọi anh chị em một lần nữa hãy ăn năn thống hối, hãy bước theo Chúa Kitô vào tuần thánh và đóng đinh tính xác thịt của chúng ta, đóng đinh những gì thuộc về trần thế, thuộc về những yếu đuối, thuộc về những đổ ngã của xác thịt này. Nhất là biết bao nhiêu lần chúng ta căm ghét anh chị em, ta thù hận người này, ta không ưa người nọ, ta khinh dễ người kia. Những lần chúng ta ăn gian nói dối, những lần chúng ta làm những công việc, nhưng ở trong những công việc đó là những công việc mà chúng ta có thể muốn kiếm thêm tiền, muốn kiếm thêm vật chất, cho nên mình nâng giá lên, hay là mình hạ giá thấp của những người mà mình phải mua của họ, hay là chúng ta nói dối, đồ cũ thành đồ mới, đồ dở thành thứ ngon để chúng ta bán cho bằng được. Biết bao nhiêu lần như thế chúng ta chạy theo thế gian, chạy theo vật chất, chạy theo của cải, chạy theo đồng tiền mà chúng ta không còn giữ được lương tâm của một người làm môn đệ của Chúa Kitô, của một người được Chúa Kitô chết cho mình. Vì thế cho nên không chỉ là hành vi quỳ mà còn là mang theo cái hành vi quỳ này về với cuộc sống của mình, để chúng ta thật lòng xin lỗi Chúa, thật lòng xin lỗi nhau, để chúng ta ăn năn tội một cách trọn vẹn, để chúng ta quyết tâm hứa với Chúa trọn vẹn con người mình trở về cho thật thấu đáo, trở về với Chúa và sống trong tuần thánh này để lãnh nhận ơn Chúa một cách tốt nhất, và để ngày Chúa phục sinh, ngày mừng Chúa phục sinh, chúng ta cũng sống trong ơn phục sinh của Người. Chúng ta được phục hồi lại chính ơn Chúa trong tâm hồn của mình, trong cuộc đời mình. Nhờ đó, ta sẽ phục sinh mãi mãi với Chúa chúng ta. Nếu anh chị em sống được như vậy, tuần thánh và phục sinh của chúng ta thật ý nghĩa. Chúng ta đứng tuyên xưng đức tin.